Hoàng Anh và Thắm Bebe thản nhiên đăng ảnh giường chiếu giữa nghi vấn ngoại tình. Giữa lúc nghi vấn ngoại tình thì nam diễn viên gạo nếp gạo tẻ Hoàng Anh lại thản nhiên đăng ảnh giường chiếu cùng status ngọt ngào được trích từ lời ca khúc Thao Thức Vì Em. Anh chia sẻ: "Em ơi, suốt đêm thao thức về em, vì lời giã từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại đến, ước nguyện chọn một đời là mình luôn luôn có đôi." Đặc biệt trên trang cá nhân, Thắm Bebe cũng đăng tải một đoạn status được cho là nối tiếp đáp lại dòng trạng thái thả thính của Hoàng Anh. Dòng status cũng trích lời từ bài hát Thao Thức Về Em, kèm theo đó là hình ảnh Thắm Bebe lộ vai trần nằm trên giường. Thắm Bebe chia sẻ: "Anh ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm, chờ mong sao cho trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo." Sau khi chia sẻ trên trang cá nhân, bài viết của Hoàng Anh và tình tiên đồn nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Mọi người càng thắc mắc khi cả hai chia sẻ cùng một thời điểm, sử dụng trong một bài hát và hình ảnh cùng một típ giống nhau. Nhiều ý kiến trái chiều bắt đầu bùng nổ, người thì cho rằng cả hai đang dần công khai tình cảm, có người thì lại nghĩ Hoàng Anh và Thắm Bebe chỉ muốn chọc tức Quỳnh Như. Đặc biệt, cũng có ý kiến việc Hoàng Anh Thắm Bebe đang dòng trạng thái đáp lời nhau, thực chất là để PR cho chương trình cả hai tham gia. Trước đó ngày 10 tháng 3, vợ cũ Hoàng Anh cũng viết một tâm thư dài, trong đó cô có nhắn nhủ tới chồng cũ: "Tôi nhắn điều này nha, tôi rất mong anh giành quyền nuôi con để tôi thấy được chút đàn ông và tự trọng của anh. Tôi cần anh làm điều đó, làm ngay đi để chứng minh anh có thương con chứ đừng nói suông. Đừng đóng vai người chồng phải bỏ trốn và người cha thương con mà không dám về. Nếu anh dám giành quyền nuôi con một cách quyết liệt, tôi lập tức công khai xin lỗi." Quỳnh Như nhắn nhủ Hoàng Anh. Trong tâm thư, Quỳnh Như cũng có đôi điều gửi Thắm Bebe để kết thúc sự việc. Quỳnh Như vẫn cho rằng Hoàng Anh và cô Thắm ngoại tình. "Để cho cô và anh chồng cô suy ngẫm về điều này, trong cuộc sống, chuyện của cô với anh chồng cũ của tôi và hành động của hai người thì giây phút này sẽ để cho mọi người phán xét và bình luận. Luật trời sẽ mãi quanh ta", vợ cũ Hoàng Anh gay gắt. Diễn viên Hoàng Anh và vợ đã chính thức ly hôn sau 3 năm chung sống. Đáng chú ý hơn cả, sóng gió hôn nhân này lại từng bị vợ cũ của nam diễn viên tố là có liên quan đến người thứ ba, nữ diễn viên Thắm Bebe. Ngay sau khi vụ việc nổ ra, Thắm Bebe tỏ ra khá giận dữ, liên tục thanh minh giữa cô và diễn viên Hoàng Anh chỉ là bạn diễn, là đồng nghiệp. Thậm chí cô còn đến đồn cảnh sát để làm đơn tố cáo người đã xúc phạm danh dự của cô về tin đồn cô chính là tiểu tam giật chồng người khác. Tuy nhiên, đi ngược với những phản ứng gay gắt lúc ban đầu, mỗi ngày Thắm Bebe lại đều đặn đăng tải những khoảnh khắc với nam diễn viên Hoàng Anh. Mới đây nhất, cô còn khoe hình cả hai diện trang phục đồng điệu và nhắn nhủ: "Noel năm nay Sài Gòn có gì lạ không anh?" Dù có chú thích đây là hình ảnh hậu trường quay hình, nhưng ở thời điểm này nó lại rất nhạy cảm. Cũng mới đây thôi, nam diễn viên Hoàng Anh đã hộ tống người tình tin đồn Thắm Bebe đến tăng lễ cố nghệ sĩ Trí Tài. Tại đây, anh tỏ ra khá lạnh lùng và ngó lơ vợ cũ Quỳnh Như, đồng thời thoải mái đụng chạm ôm eo người tình tin đồn trước mặt vợ cũ. Ngay sau đó, Quỳnh Như đã âm thầm rời đi. Trên trang cá nhân của mình, Thắm Bebe khá thoải mái đăng tải những hình ảnh này, mặc kệ dư luận chỉ trích. Thêm một lần nữa, tại thời điểm khá nhạy cảm này, người ta tiếp tục phát hiện ra Thắm Bebe vẫn vô tư công khai đăng tải loạt ảnh thân mật giữa cô và nam diễn viên gạo nếp gạo tẻ khi cả hai đóng chung một cảnh quay. Mặc dù Thắm Bebe cho biết những hình ảnh trên đều là một cảnh trong tập phim mà cô và Hoàng Anh vừa quay xong, thế nhưng cũng không làm giảm đi sự phẫn nộ từ cư dân mạng. Nhiều người còn cho rằng nếu vợ cũ Hoàng Anh mà nhìn thấy những hình ảnh này, chắc chắn sẽ không tránh khỏi đau lòng. Trước đó, Quỳnh Như, vợ cũ diễn viên Hoàng Anh, tố chồng sống thiếu trách nhiệm, lợi dụng cô để sang Mỹ hợp pháp. Bên cạnh đó, Quỳnh Như cũng cho rằng cuộc hôn nhân của họ đổ vỡ một phần vì có kẻ thứ ba xuất hiện. Về phía Hoàng Anh phủ nhận những điều mà vợ cũ tố cáo và cho rằng bản thân cảm thấy ngợp thở trước cách yêu của Quỳnh Như. Không những vậy, Hoàng Anh còn tới sở cảnh sát với cô gái được cho là tiểu tam để xử lý những ai bôi nhọ, hăm dọa anh và đồng nghiệp. Những ồn ào sau vụ ly hôn của Hoàng Anh và vợ cũ Quỳnh Như đến nay vẫn chưa kết thúc, mà ngược lại ngày càng căng thẳng hơn.